Tối ngày 21 tháng 10, nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ nghệ sĩ Giang Quốc Cơ, Giang Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa xiết chồng đầu. Trước đó, sáng cùng ngày, một đoạn clip đăng trên mạng ghi lại cảnh hai nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chạy xe máy không đội nón bảo hiểm. Sau đó, một trong hai nghệ sĩ chồng đầu lên nghệ sĩ còn lại đang lái xe. Đoạn clip có đính dòng chữ, được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào. Khá nhiều người bình luận, chia sẻ khi xem clip, hầu hết cho rằng hành động trên của nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp hết sức nguy hiểm. Thậm chí nhiều người lên án hành vi của hai nghệ sĩ này. Bước đầu Công an thành phố Thủ Đức xác định vị trí nơi hai nghệ sĩ này biểu diễn, làm việc với một số bảo vệ khu vực này. Công an xác định sự việc diễn ra cách đây chừng vài tháng. Hiện công an đang liên hệ hai nghệ sĩ và một số người liên quan làm rõ vụ việc.